Xin chào các bác, đây là chiếc MPV Peugeot Traveler được nâng cấp nội thất theo phong cách siêu sang đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc xe này đã được chủ nhân độ lại nội thất theo cách siêu sang. Các bác có thấy trần sao theo giống như là xe trên xe Rolls Royce. Và chút xíu nữa em sẽ cho các bác xem hai ghế hạng thương gia được lấy từ Toyota Anfas. Chờ tôi lại chìm xíu rồi. Đây. Trước mắt các bác là nội thất đã được bỏ hai ghế hạng thương gia vào đây. Đây là hai ghế được lấy từ Toyota Anfas. Dạ, anh bấm nhạc nhỏ xíu, em đang like cho mọi người xem. Xe này được bố trí một cái vách ngăn để ngăn từ khoang hành khách và khoang lái để tạo sự riêng tư. Thì cái chiếc TV này có kích thước là 43 inch và các bác có thể bấm nút hạ lên và đưa xuống để nói chuyện giao tiếp với người lái. Thì giờ đây là cái nội thất của chiếc Peugeot Traveler. Hiện tại em đang ngồi trên cái ghế hạng thương gia của xe. Để mở cửa cho anh xem. Anh ơi. Anh hạ cái màn hình này xuống giúp em ấy. Sau đây thì anh kỹ thuật anh sẽ hạ cái màn hình này xuống cho các bác xem. Thì màn hình này có thể nâng lên hạ xuống. Đấy. Nó vừa là một chiếc màn hình là vừa mà là một chiếc vách ngăn. Và toàn bộ cái bộ phận vách ngăn này đã được cơ sở bác Tám may nệm thiết kế đúc và được ốp da. Đây. Rồi anh bấm hạ cái màn hình xuống giúp em. Thì trên những cái dòng MPV như là Kia Sedona, Mercedes-Benz V-Class hay là Peugeot Traveler thì hoàn toàn có thể được độ nội thất theo phong cách siêu sang này để đáp ứng cho nhu cầu của chủ nhân. Thì các bác có thể hoàn toàn lựa chọn những cái loại ghế khác nhau, cách trang trí, ốp và các chất liệu da. Điểm đặc biệt thứ hai là xe này được trang bị trần sao, bầu trời giả trần sao. Thì phong cách này các bác có thể bắt gặp trên những cái dòng xe của Rolls-Royce như là Phantom hay là Ghost. Dòng xe Peugeot này thì họ có cửa sổ trời chia làm hai phần riêng biệt với nhau. Và đèn trang trí nội thất các bác thấy không? Ba chiếc ghế ở phía sau này là ghế zin của xe và hai ghế hạng thương gia là ghế được lấy từ Toyota Anfas. Thì được biết là để thực hiện việc thiết kế và thi công cho chiếc Peugeot này thì cơ sở Bắc Tám hoàn thành khoảng từ 10 tới 15 ngày. Đây là khoang người lái. Thì ghế cũng được may lại rất là đẹp.
mê thêm bộ chức năng nữa là hai ghế này và tất cả hàng ghế này đều được trang bị massage, được trang bị ghế massage. Thì vừa là một phương tiện để di chuyển, hàng ghế sau của chiếc Cabrio này có thể làm một nơi thư giãn cho các chủ nhân trên những chuyến đi xa. Thay vì lựa chọn những cái chiếc SUV cỡ lớn như là Mercedes-Benz GLS hoặc là Lexus LS 570 hoặc là những chiếc sedan hạng sang cỡ lớn như là S-Class, BIM 7 hoặc là Audi A8, thì các đại gia Việt Nam mình hiện tại thì họ có xu hướng là sử dụng những chiếc MPV như thế này. Đây là bộ ly nha các bác, ly để mình uống rượu hoặc là nhâm nhi một xíu đồ uống. Cái này là công tắc mình điều chỉnh cái độ ngã lưng ghế đó các bác, hoặc là nâng cái chỗ chân này lên. Ghế này là ghế nguyên bản của Toyota Alphard nha các bác, ghế zin. Chi tiết từ đường may nữa các bác. Và cái vách này là người thợ Việt mình làm hết. Rồi, đây là cái video livestream nhỏ nhỏ em gửi đến các bác, thì em sẽ có một bài viết và một video phỏng vấn về chiếc xe này chi tiết hơn sẽ gửi tới các bác sau nha. Xin chào tạm biệt các bác, em sẽ phép dừng video ở đây.